Tối ngày 29 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Thọ đã phối hợp tổ chức liên hoan văn nghệ các cơ sở tôn giáo năm 2022 và phát động mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tham dự có Thượng tọa Thích Huệ Pháp, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn, Đại đức Thích Giác Đạt, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo thị xã, Sư cô Thích Nữ Trung Tựu, trụ trì chùa Ngọc Châu, Sư cô Thích Nữ Thông Tuệ, trụ trì chùa Giác Hoa xã Điện Thọ, đại diện các cơ sở tôn giáo bạn Thiên Chúa Tin Lành Cao Đài. Về phía chính quyền có bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn, ông Lê Hữu Ái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Điện Thọ, bà Phan Thị Thu Sương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Trần Công Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy xã, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Trưởng ban Tổ chức, cùng quý đạo hữu Phật tử, đồng bào có đạo, người dân địa phương tham dự. Mở đầu, ông Phan Mạnh Hùng phát biểu khai mạc, nói lên mục đích ý nghĩa của việc tổ chức liên hoan văn nghệ các cơ sở tôn giáo năm 2022 và phát động mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường. Đại diện Phật giáo xã Điện Thọ, Sư cô Thích Nữ Trung Tựu, trụ trì chùa Ngọc Châu phát biểu hưởng ứng mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường. Sư cô nhận định, trong khi vấn đề môi trường chỉ được con người quan tâm và tìm cách đối phó khi sự ô nhiễm đến mức báo động khoảng nửa thế kỷ qua, thì Đức Phật là vị giáo chủ vĩ đại có đời sống gần gũi với thiên nhiên nhiều nhất và có những lời dạy thiết thực nhất nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên. Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật đều gắn liền với thiên nhiên. Tại buổi lễ, chùa Giác Hoa đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết và chùa Ngọc Châu hưởng ứng mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường hỗ trợ 15 triệu đồng, trồng 300 cây xanh. Ngoài ra, các tôn giáo bạn, các tổ chức thiện nguyện cũng hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh và xây dựng nhà đoàn kết. Tham gia liên hoan văn nghệ lần này có các đơn vị tôn giáo bạn, giáo họ Cẩm Sơn, Thánh Tịnh Thanh Quang, Hội Thánh Tin Lành Phong Thử. Về phía Phật giáo, chùa Ngọc Châu, chùa Giác Hoa, mỗi chùa đã đóng góp 3 tiết mục văn nghệ với nhiều nội dung thể loại phong phú do các em đoàn sinh gia đình Phật tử dày công tập luyện và biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ đã chuyển tải thông điệp nhân văn, tình yêu quê hương đất nước mang tinh thần của đạo Phật đi vào lòng người khán dự. Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Thọ cho biết. Liên hoan văn nghệ các cơ sở tôn giáo của xã Điện Thọ lần thứ 3 năm 2022 nó rất là quan trọng, đó là chúng tôi muốn tạo điều kiện để cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn của xã nhà được giao lưu cùng với nhau trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện Thọ Dương. Và đặc biệt hơn nữa là đó tạo sự đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc. Trong chương trình liên hoan thì nó chuyển tải nhiều nội dung về thông điệp lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết, hết lòng phục vụ tổ quốc, dân tộc và tôn giáo. Và qua đó thì các tôn giáo trên địa bàn của xã cũng có cái dịp được giao lưu, được thực hiện các cái chương trình của mặt trận phát động, đó là cũng xây dựng nhà đoàn kết, quỹ viên học rồi hỗ trợ cho những hộ khó khăn trên địa bàn của xã để thực hiện phong trào nhiệm vụ của địa phương để góp phần cho xã Điện Thọ của chúng tôi là đạt cái xã nông thôn mới theo kiểu mẫu và chuẩn năm 2025. Và có thể nói rằng trong những năm qua đối với cán bộ nhân của xã nhà đang thực hiện cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới và theo kiểu mẫu của xã nhà, trong đó các tôn giáo nói chung và đặc biệt là Phật giáo nói riêng cũng đã có cái đóng góp hết sức là tích cực trong cái phong trào bảo vệ môi trường. Trong đó là chúng tôi mặt trận đã phát động các cơ sở tôn giáo là thực hiện cái tháng mỗi tháng hành động về môi trường, tổ chức trồng hoa trồng cây các khu vực các khu dân cư và đặc biệt là đối với các tín đồ đạo hữu của từng gia đình cũng thực hiện tốt cái chương trình về môi trường với đặc tuyên truyền, đặc biệt là đảm nhận những cái trồng tuyến đường hoa, tuyến đường cây cảnh ở khu dân cư để tạo nên một cái diện mới và đặc biệt là cũng đã có thông điệp chung là tôn giáo cũng hết sức là đóng góp vào cái thành công sự phát triển của Điện Thọ trong những năm qua và đặc biệt trong chương trình tối đêm nay là thực hiện theo cái phát động của mặt trận thị xã Điện Bàn. Tối nay thì vừa liên hoan chúng tôi vừa phát động một cái mô hình cũng không phải là mới lắm, đó là mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường. Và như vậy là mỗi phát động là mỗi cơ sở tôn giáo là nhận chăm sóc trồng một tuyến đường hoa trên khu dân cư và nơi cơ sở tôn giáo và đặc biệt vận động các tín đồ đạo hữu thực hiện tốt về công tác môi trường của địa phương.
Để có được đêm liên hoan văn nghệ thành công, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã nói chung, các cơ sở chùa nói riêng đã phải chuẩn bị rất sớm, từ lựa chọn diễn viên, thể loại nội dung, đạo cụ, cho tới việc tập luyện. Chiều ngày 29 tháng 5, theo ghi nhận của chúng tôi, tại chùa Ngọc Châu, các em đoàn sinh gia đình Phật tử đang gấp rút tổng duyệt để chuẩn bị cho đêm diễn. Sư cô Thích Nữ Trung Tự trụ trì chùa Ngọc Châu cho biết. Các cơ sở tôn giáo Phật giáo như chùa Giác Hoa, chùa Ngọc Châu tham gia các hoạt động văn nghệ để gắn kết cùng với các tôn giáo khác trên địa bàn xã Điện Thọ. Chùa Ngọc Châu thì cũng có sự tham gia nhiệt tình để cho các em đoàn sinh, các em Phật tử cũng giao lưu để nâng cao cái tinh thần học hỏi và gắn bó đoàn kết với các tôn giáo ở xã nhà Điện Thọ. Là một thành viên năng nổ tích cực trong các tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ các cơ sở tôn giáo của chùa Ngọc Châu, em Phạm Thị Hạnh, pháp danh Đồng Ngôn, đang cùng với các bạn chuẩn bị đạo cụ và trang phục cho tiết mục múa Hạnh Phúc Về Với Phật, hoặc cảnh Mục Liên Thanh Đề. Em vui vẻ chia sẻ cảm xúc của mình. Vì tham gia chương trình lần này sẽ giúp em đại diện Phật giáo thi đua với lại các tôn giáo khác, cũng như là thông qua các tiết mục văn nghệ thì sẽ giới thiệu được các nét đặc trưng cũng như văn hóa trong tôn Phật giáo đến với mọi người. Cùng với liên hoan văn nghệ các cơ sở tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Thọ còn phát động mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường. Các cơ sở chùa trên địa bàn xã Điện Thọ cũng đã tích cực tham gia. Qua sự phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Thọ về tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, thì chùa Ngọc Châu cũng có những hành động thiết thực như là tuyên truyền cho bà con đạo hữu cuộc sống hàng ngày nên thân thiện với môi trường, đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định trong nhà, thì các trong sân nhà mình trồng cây, trồng hoa để tạo cảnh quan, rồi trồng hoa trước hàng rào, trước nhà của mình để tạo cảnh quan sạch đẹp. Và như ở chùa thì các sư cô dùng các cái chai mà đã qua sử dụng tái chế lại làm các cái chậu hoa để trồng cây, trong đó vừa là tạo cảnh quan đẹp cho chùa mà vừa là bảo vệ môi trường. Đêm liên hoan giao lưu văn nghệ thành công hơn mong đợi, qua đó đã thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã Điện Thọ, lan tỏa những giá trị chân thiện mỹ đến gần hơn với quần chúng nhân dân, góp phần cùng nhau xây dựng quê hương Điện Thọ thuần thiện văn minh.